Review phim mới xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đem đến cho anh em một siêu phẩm hành động đến từ Hàn Quốc, đó là phim Chơi Lớn. Trong phim, một võ sĩ đấm bốc phải tham gia vào một trò chơi thực tế vô cùng nguy hiểm, gay cấn để giải cứu anh trai của mình. Chúng ta cùng đến với bộ phim thôi nào. Người đàn ông này tên là Aiko, một võ sĩ đấm bốc số 1 Hàn Quốc. Aiko từng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, được giang hồ phong cho danh hiệu võ sĩ thay ma. Theo đúng lịch trình, hôm nay Aiko sẽ đấu với một võ sĩ số 1 thế giới để tranh vị trí số 1. Nhưng vì đối thủ của Aiko bị vướng vào ma túy nên trận đấu đã bị hủy. Sợ Aiko sẽ buồn lòng vì việc này, Jong-ho, anh trai của Aiko, cũng là huấn luyện viên của anh đi đến an ủi. Nhưng Aiko không những không buồn, còn trốn ăn mì tương đen một mình. Kết quả là vì miếng ăn và anh em tương tàn, cũng may vợ của Jong-ho tới kịp can ngăn hai người. Hôm nay, thấy Aiko và Jong-ho đã nổi tiếng, tên mập này liền tới đây để tống tiền. Vì lúc trước Jong-ho có cờ bạc và nợ nần, tên mập muốn lấy việc này giao uy hiếp anh. Về nhà suy nghĩ một hồi, Jong-ho quyết định một mình đi tìm tên mập để giải quyết. Sáng hôm sau, Aiko vừa đến phòng tập thì có hai cảnh sát đã đến gặp anh, muốn Aiko cung cấp vị trí của anh trai mình. Không hiểu chuyện gì, Aiko liền gọi cho anh mình thử. Nhưng cái điện thoại của Jong-ho cũng nằm trong tay của cảnh sát, thì ra tên mập tống tiền hôm qua đã bị giết. Xung quanh hiện trường còn có dấu tay của Jong-ho và cái điện thoại này, tên mập bị đánh đập vô cùng dã man cho tới chết. Cảnh sát nghi ngờ Aiko cũng liên quan đến vụ này. Nhưng em có biết gì đâu anh ơi. Aiko tức giận đập bàn khiến mấy anh cảnh sát cũng thoát tim. Sau đó Aiko liền bị nhốt vào phòng tạm giam vì cái tội làm loạn. Trong tù, Aiko thản nhiên tập thể dục như không có gì xảy ra. Đột nhiên lúc này có một tên ăn mày đến đưa cho Aiko một cái hộp. Bên trong là một cái tai nghe và một cái vòng tay. Đeo tai nghe vào, giọng của anh trai bắt đầu vang lên. Jong-ho đang bị một đám người bắt, đánh đập như đòn. Ông muốn Jong-ho hãy đi cứu mình. Lúc này một giọng nói khác xuất hiện, người đàn ông này tên là Asi. Tên mập cũng là do tên này giết, Jong-ho cũng do hắn bắt cóc. Asi muốn Aiko tham gia với mình một trò chơi, nếu thắng thì sẽ cứu được anh trai. Tất cả camera xung quanh đều được tên Asi giám sát tất cả. Xung quanh tên này là rất nhiều người chơi đang tiến hành đặt cược online, xem thử Aiko có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Không còn cách nào, Aiko đành đeo vòng tay vào, bắt đầu trò chơi với tên này. Vòng chơi đầu tiên, Aiko phải trốn thoát khỏi đồn cảnh sát, ra ngoài sẽ được một người tên là Thiên Sứ Đỏ hướng dẫn nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này tên Asi cho mở cửa phòng giam. Aiko nhẹ nhàng bước đi như mèo để chạy trốn, nhưng cuối cùng anh vẫn bị cảnh sát phát hiện. Không còn cách nào, Aiko đành phải thi triển kỹ năng của một võ sĩ để chạy trốn. Anh nhẹ nhàng tung chiêu, vật ngã về anh cảnh sát. Bên phía người chơi thấy vậy thì vô cùng hào hứng, tiền đặt cược mỗi giây đều tăng lên chóng mặt. Aiko tả xung hữu đột, bay nhảy nhào lộn các kiểu con đà điểu giữa vài chục anh cảnh sát, vậy mà cũng không ai chạm được vào anh. Mặc dù hai tay bị còng lại, nhưng thân thủ của Aiko đúng là quá nhanh nhẹn. Chạy nhảy một hồi, Aiko vật văng luôn anh đội trưởng, sau đó lao mình ra ngoài cửa chạy thoát thân. Nhưng chưa kịp thở, vừa ra khỏi đồn cảnh sát Aiko đã chạm mặt luôn một đám cảnh sát cơ động. Vẫn như lần trước, Aiko sử dụng tuyệt kỹ lăng ba vi bộ, tránh né hết các đòn tấn công của cảnh sát. Cứ hết đội này tới đội khác xông lên, Aiko không đánh trả, chỉ chạy nhảy né tránh, nhưng như thế cũng đã bón hành ngập mồm cho cảnh sát, quá cay cú. Bọn này dùng súng cao su bắn như mưa tấn công Aiko. Anh chạy như bay vượt qua cơn mưa đạn, sau đó lao mình qua cửa kính, thành công thoát ra khỏi đồn cảnh sát. Vòng một kết thúc, người chơi nào cược Aiko trốn thoát thành công đã chiến thắng. Nhanh chóng Thiên Sứ Đỏ cũng xuất hiện, đây là một cô gái vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp. Nhiệm vụ của cô là cắt đuôi đám cảnh sát, đưa Aiko đến nơi làm nhiệm vụ số 2. Aiko hỏi Thiên Sứ Đỏ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nói mình không biết, cô chỉ có nhiệm vụ vận chuyển anh đến nơi đến chốn mà thôi. Vụ việc của Aiko nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước, anh biến thành tên tội phạm giết người vượt ngục, bị truy nã trên toàn quốc. Rất nhanh, Aiko cũng đã đến nơi làm nhiệm vụ số 2, nơi đây là một sòng bạc ngầm, còn có karaoke mại dâm các kiểu, chủ nơi đây là một tên xã hội đen cọm cán, tàn nhẫn vô cùng. Vừa đến nơi, Thiên Sứ Đỏ đã bỏ đi ra ngoài, Aiko muốn đuổi theo thì lại bị hai tên xã hội đen ngăn lại. Nhanh chóng Aiko đã xử đẹp hai tên này, anh đuổi theo Thiên Sứ Đỏ đến một phòng hát, thì ra tên Asi muốn Aiko làm vài bản nhạc cho nó phê trước khi vào nhiệm vụ số 2. Chủ quán qua camera cũng thấy Aiko đánh người của mình, thằng này ăn gan hùm hay sao mà dám tới đây gây chuyện, tên này liền cho đàn em đi xử lý Aiko. Mặt khác, Thiên Sứ Đỏ cũng gọi trình báo cảnh sát là Aiko đang ở đây, cảnh sát liền tập trung lực lượng đi đến truy bắt. Aiko đang hát thiệt ngon thì mấy chục tên giang hồ lao vào phòng đánh anh tới tấp. Lúc này tên Asi cũng nói nhiệm vụ thứ hai chính là hạ hết đám này. Nghe vậy, Aiko bắt đầu phản công, anh tung ra những cú đá đầy uy lực làm vài tên gãy chân. Tiếp theo là vài cú đấm xương xương làm vài tên xòe răng. Cứ thế, mấy chục tên xã hội đen nằm xếp lớp dưới chân Aiko. Tên chủ quán thấy vậy cũng tái mặt, liền cử đàn em ruột của mình để đi ứng phó. Nhiệm vụ tiếp theo, Aiko phải cố gắng chạy để thoát khỏi sự truy bắt của đám xã hội đen. Nếu để bị bao vây thì phải hạ gục hết tất cả thì mới chiến thắng.
bọn giang hồ đông như quân Nguyên, làm sao Aiko chạy thoát được, nhanh chóng anh đã bị bao vây, một cuộc tử chiến là không thể tránh khỏi. Trò chơi ngày càng hấp dẫn, tên Ashi vô cùng phấn khích. Bên này, Aiko cứ nghĩ là đám giang hồ này đang bắt anh trai mình, nhưng đám này có biết gì đâu, hai bên liền lao vào giao cấu. Đã quen với việc lấy một địch trăm của mình, Aiko dũng mãnh lao vào đám giang hồ, đấm đá túi bụi. Không hổ danh là võ sĩ thây ma, tung ra một cú đấm thì một tên liền biến thành ma. Mặc dù vậy bên địch quá đông, Aiko cũng bị dính vào đòn, nhưng như vậy chưa đủ để hạ gục anh, chỉ khiến anh hăng máu chó hơn thôi. Chưa đầy 5 phút, cả đám giang hồ nằm liệt dưới đất. Lúc này cảnh sát cũng vừa đến nơi. Ai xô vào đánh cho tên chủ quán một trận, hỏi anh trai tao đâu, nhưng tên này có biết gì đâu mà nói. Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh của Jong Ho, anh đang cố gắng chạy trốn ra ngoài. Jong Ho nói cho Aiko là mình bị nhốt ở một tòa nhà có biển quảng cáo có hình phụ nữ, chưa kịp nói gì thêm thì anh đã bị đám này bắt lại. Tiếp đó, tên Ashi lại lên tiếng, nói Aiko muốn cứu anh của mình thì phải hoàn thành hết các phòng chơi của hắn. Cảnh sát đến nơi thì thấy hiện trường tan hoang, giang hồ nằm la liệt. Aiko lúc này chạy lên sân thượng, nhiệm vụ bây giờ là nhảy xuống dưới để trốn thoát. Đang lấy đà chuẩn bị nhảy thì đội trưởng đã xuất hiện, ông dùng súng khống chế, sau đó còng tay Aiko vào tay mình. Aiko lúc này hết nước miếng giải thích, nói mình cần phải đi cứu anh trai, nhưng đội trưởng vẫn không tin. Aiko đành kéo luôn ông đội trưởng nhảy xuống. Đội trưởng lúc này sợ té đái, vội tháo còng ra kịp thời trước khi Aiko nhảy xuống. Ashi nhanh chóng cho người đến bắt Aiko, nhưng khi đến nơi thì không thấy anh đâu cả, chỉ thấy cái vòng tay ở đó. Bọn này liền chia ra truy tìm anh khắp nơi. Lúc này, Aiko đang chạy muốn hụt hơi, anh đang đi tìm tòa nhà có biển quảng cáo hình phụ nữ để cứu anh trai mình. Chạy được một lúc, Aiko bị thêm sứ đỏ phát hiện. Cô liền lao vào bắt anh, trước giờ anh không đánh con gái đâu nghe bé, nhưng thiên sứ đỏ quá lì lợm, cứ bám lấy Aiko. Người đi đường thấy hai người ôm nhau quay cuồng trong đám cỏ còn tưởng cả hai đang xếp hình, liền lấy điện thoại quay lại. Nói hoài không nghe, Aiko đành cho thiên sứ đỏ một đấm, tiếp tục đi tìm anh trai. Cuối cùng Aiko cũng tìm thấy, bọn này đang muốn đưa Jong Ho đi nơi khác, Aiko liền bất chấp nguy hiểm lao qua đường, tránh né mấy chiếc xe một cách thần kỳ, dù vậy cũng không được kịp bọn này. Bất ngờ lúc này có một chiếc xe ở sau lao tới, tông Aiko bất tỉnh, anh liền bị bọn này bắt đi. Bên phía cảnh sát vô tình phá được một sòng bạc ngầm, ai nấy đều phấn chấn. Lúc này trên mạng đã lan truyền đoạn video của Aiko và thiên sứ đỏ, đội trưởng liền phát lệnh truy nã thiên sứ đỏ. Tên đàn em của chủ sòng bạc vẫn chưa bị bắt, bọn này thề với lòng là sẽ trả thù Aiko cho bằng được. Lúc này tên đại ca nhận được tin nhắn nặc danh, báo vị trí của Aiko, hắn liền huy động 500 anh em đến đó. Bên phía cảnh sát cũng nhận được tin nhắn như vậy, cả đội cũng tức tốc đi đến nơi để bắt Aiko. Lúc này tên Ashi thấy thiên sứ đỏ bị truy nã, hắn liền muốn loại cô ra khỏi tổ chức. Về phía Aiko, anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên khán đài của một trận bóng đá, bên cạnh là thiên sứ đỏ. Sau đó cô đưa cho anh xem video của anh trai mình. Jong Ho cũng đang ở một nơi nào đó trên khán đài, nhưng nơi này gần 100,000 người, làm sao tìm ra anh trai đây? Lúc này tên Ashi lại xuất hiện, hắn nói đây là vòng cuối, nếu vượt qua thì hai người sẽ được tự do, nhưng nếu thất bại thì một trong hai sẽ phải chết. Chân của hai người đã được gắn bom, nếu trong 15 phút mà hai người tìm thấy nhau thì quả bom sẽ vô hiệu hóa, vượt quá thời gian đó thì quả bom sẽ phát nổ. Nhưng nơi đây đông người như vậy, tìm được một người cứ như mò kim đáy bể, thiên sứ đỏ đang định bỏ đi thì Aiko đuổi theo. Nhưng vừa ra ngoài, hai người lại gặp đám giang hồ, cánh cửa phía sau cũng đóng lại, thiên sứ đỏ báo mình chưa thoát ra nhưng tên Ashi vẫn không quan tâm, hai người đành phải cùng nhau quyết chiến với bọn xã hội đen. Thiên sứ đỏ vậy mà đánh đấm cũng vô cùng chuyên nghiệp, không kém cạnh Aiko. Nhưng bọn giang hồ quá đông, còn dùng hàng nguội đâm chém tới tấp khiến cả hai đều bị thương, nhưng cuối cùng hai người cũng phối hợp ăn ý, đánh bại hết đám giang hồ. Nhìn thấy thiên sứ đỏ bị thương, Aiko bảo cô đi bệnh viện đi, để mình đi tìm anh trai một mình cũng được. Aiko chạy tụt quần, tìm kiếm anh trai khắp nơi, nhưng nơi đây quả thực rất đông đúc, tìm được một người trong biển người này còn khó hơn lên trời. Đã vậy, trong lúc tìm kiếm, Aiko lại gặp phải đám cảnh sát nữa. Cũng may lúc này đám giang hồ cũng xuất hiện, lợi dụng lúc này Aiko tiếp tục chạy đi tìm anh trai. Đúng theo kịch bản, lúc gần hết thời gian, Aiko đã thấy anh trai mình. Bên dưới, Jong Ho cũng thấy em trai, anh liền bật lại thằng canh giữ mình, chạy lên chỗ em trai. Nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy, tên Ashi liền cho đóng cánh cửa sát trước khi hai anh em gặp nhau. Sau đó hắn liền tổ chức vòng chơi tiếp theo, cho người chơi đoán xem quả bom trên chân hai người sẽ phát nổ ở đâu. Aiko quyết định có chết thì cùng chết với kẻ thù, anh trèo lên mái nhà sân vận động, muốn tìm phòng mà tên Ashi đang điều khiển trò chơi. Nhưng đang chạy tìm kiếm thì tên đại ca xã hội đen cũng lên đây. Tên này đúng là dai như đỉa, Aiko nói rằng hai người không có lý do gì để đánh nhau cả, nhưng tên này không nghe, cứ muốn chiến cho bằng được. Cuối cùng trong lúc nguy hiểm, Aiko đã cứu cho tên đại ca một mạng, nếu không tên này đã tan xương nát thịt rồi.
Lúc này Aiko cũng đã nhìn thấy văn phòng của tên Ashi, quả bom dưới chân cũng còn không nhiều thời gian nữa. Aiko quyết định liều một phen, anh nhảy từ trên mái sân vận động xuống, đu mình trên tấm băng rôn. Sau đó là lao thẳng vào phòng của tên Ashi, làm máy móc bên trong bị phá hỏng toàn bộ, quả bom cũng bị vô hiệu hóa. Nhưng cú va chạm quá mạnh nên Aiko cũng đã bất tỉnh nhân sự. Tên Ashi lúc này tức như điên, đã vậy cấp trên còn gọi đến chửi cho hắn sấp mặt vì để người chơi tìm đến tận nơi, quá cay cú. Ashi muốn giết luôn Aiko, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm vậy, hắn muốn Aiko sẽ tham gia một trò chơi cuối cùng. Bên dưới khán đài, Hongzhou cũng đã bị người của Ashi bắt lại. Ashi cho người đưa Aiko đi, nhưng bất ngờ thiên sứ đỏ đã xuất hiện, đem Aiko đi nơi khác. Sáng hôm sau, thiên sứ đỏ liên lạc cho tên Ashi. Nói hắn đồng ý đưa cô một số tiền, thì cô sẽ giao Aiko cho hắn, sau đó cô sẽ biến mất. Khi vừa vào nhà thì Aiko đã tỉnh dậy, anh liền bắt thiên sứ đỏ trói lại, bất ngờ trong nhà phát ra tiếng ho của một người lớn tuổi. Thì ra đây là nhà của thiên sứ đỏ, và người đàn ông này chính là bố của cô. Aiko được cho biết trước đây thiên sứ đỏ cũng là một võ sĩ chuyên nghiệp, nghe vậy Aiko cũng bắt đầu đồng cảm với cô gái này. Tối hôm đó, Aiko liên lạc với cậu em trong đài truyền hình, lên một kế hoạch lật tẩy cả đám của Ashi. Cũng trong lúc này thiên sứ đỏ cũng đã nhận được tiền, kế hoạch của Aiko là anh vẫn sẽ đi tham gia trò chơi của tên Ashi. Sau đó cậu em sẽ hack hệ thống của tên này, phát trực tiếp video anh tham gia trò chơi lên truyền hình, vạch trần hành vi phạm tội của Ashi. Lúc này thiên sứ đỏ cũng trở về, Aiko nói thiên sứ đỏ cứ theo thỏa thuận mà đưa anh đến chỗ trò chơi, sau đó cô hãy bỏ trốn đi. Về phía tên Ashi, hắn cũng đang trình bày trò chơi tối nay với mấy tay thượng lưu, Ashi hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời. Kế hoạch bắt đầu, thiên sứ đỏ đưa Aiko đến điểm hẹn. Bên ngoài, cậu em đang cố gắng hack vào hệ thống của tên Ashi, nhưng quá trình hack này quá khó khăn vì hệ thống bảo mật của tên này quá mạnh. Bên trong, Aiko cũng đã nhận được nhiệm vụ cuối cùng, đó là quyết đấu với tên võ sĩ số 1 châu Âu. Người mà đã hủy trận đấu với Aiko lúc đầu phim vì dính tới ma túy. Về phía thiên sứ đỏ, cô đang định bỏ trốn thì nhìn thấy cái vòng tay. Thì ra lúc trước cô cũng là người chơi trong cái trò này của Ashi. Thiên sứ đỏ quyết định sẽ giúp Aiko trả thù tên đã tàn phá cuộc đời của cô. Aiko lúc này đã nhìn thấy anh trai, nhưng chưa kịp làm gì thì tên châu Âu đã xuất hiện. Tên này tướng như con voi, đấm vỡ cả bê tông. Aiko đang phân tâm vì việc cứu anh trai nên đã bị tên châu Âu cho ăn hành. Thiên sứ đỏ đang quay về để tiếp viện, cô gọi cho tên đại ca xã hội đen, nói hết tất cả. Biết mình bị tên Ashi sỏ mũi, đại ca liền dẫn 500 anh em đi khô máu với bọn này. Thiên sứ đỏ còn gọi báo cho cảnh sát, nói hết mọi chuyện, đội trưởng liền dẫn cảnh sát đi bắt người. Sau đó thiên sứ đỏ đến gặp cậu hacker, nói là mình biết máy chủ của tên Ashi ở đâu, chỉ cần cố gắng USB này vào thì sẽ hack thành công vào hệ thống của hắn. Trên này, Aiko lúc này cũng đã lấy lại thế trận, quyết đấu ăn đủ thua đủ với tên châu Âu. Trò chơi ngày càng kịch tính, tiền đặt cược ngày càng tăng cao làm tên Ashi phấn khích vô cùng, nhưng tên này đang có ý đồ gian lận, chiếm tiền đặt cược của khách hàng. Trên trận đấu, tên châu Âu quả thực quá mạnh, cứ như là con trâu điên, đánh Aiko xù đầu. Nhưng nam chính cũng là vua lì đòn trong truyền thuyết, anh cũng nhanh chóng phản công lại. Bên bãi xe, thiên sứ đỏ cũng đã tìm thấy cái xe máy chủ, cô nhanh nhẹn chui xuống gầm xe, đứt cái USB vào, bên phía đài truyền hình liền xâm nhập được vào hệ thống của Ashi. Trận đấu của anh và tên châu Âu được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Lúc này Aiko cũng đã đánh gục tên châu Âu, chạy lại cứu anh của mình, nhưng bất ngờ tên này đã tỉnh dậy, hai bên tiếp tục giao cấu vài trăm hiệp nữa. Thiên sứ đỏ xong việc, chưa kịp đi đã gặp người của tên Ashi. Cô không phải là đối thủ của tên này, bị đánh bờm đầu, nhưng đúng lúc này tên đại ca giang hồ và đàn em đã xuất hiện, giải cứu cho thiên sứ đỏ. Bên phía tên Ashi, trò chơi lúc này đang phát trực tiếp khắp cả nước. Các người chơi khác thấy vậy cũng rút hết tiền cược, thoát ra khỏi trò chơi làm tên Ashi tức muốn điên người, biết kế hoạch mình đã thành công, Aiko như được tiếp thêm sức mạnh, anh dùng đầu để đều đòn, sau đó tấn công lại tên châu Âu. Cuối cùng Aiko tung một chiêu nộ long cước, hạ đo ván tên to xác này, sau đó anh chạy lại, giải cứu thành công anh trai của mình. Bên dưới, đám giang hồ cũng đã đàn áp hết đám người của tên Ashi, sau đó đem giao đám người này cho cảnh sát. Cậu này là ai thế? À, em là đàn em của chủ sòng bạc nè, à bắt luôn thằng này đi mấy đứa ơi. Aiko cùng anh mình đang ra ngoài thì tên Ashi lại gọi đến, nói anh còn chưa xong việc đâu. Nhận thấy không thể tha cho tên này được, Aiko nói anh mình đợi ở đây, còn anh chạy đi xử lý tên tội phạm này. Sau một hồi tìm kiếm, hai bên đã gặp nhau, tiến hành giao cấu võ thuật. Tên Ashi này cũng rất lợi hại, với con dao găm trên tay, Aiko đã bị chém như chém chuối. Trải qua chiến đấu sinh tử cả hai ngày nay, Aiko thực sự đã không còn sức nữa. Nhưng đúng lúc nguy hiểm nhất, thiên sứ đỏ đã xuất hiện đấm cho Ashi xòe răng. Cuối cùng Aiko lao tới ôm tên này, cả hai cùng rớt xuống dưới lầu. Thiên sứ đỏ điếng hồn chạy xuống xem thử, nhưng may mắn Aiko vẫn không sao, còn tên Ashi thì nằm gục ở đó.
Nhìn thấy Aiko không sao, thiên sứ đỏ mừng rỡ ôm anh vào lòng. Trong cái rủi có cái may, qua chuyện này Aiko đã có được cô người yêu ngọt nước. Cuối cùng, những kẻ xấu đã bị bắt, Aiko và anh trai được minh oan. Hơn nữa qua vụ án này, danh tiếng của võ sĩ thầy ma càng thêm lẫy lừng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Các bạn thấy sao về bộ phim này, hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!